Lê xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Thưa quý vị, những tin tức diễn ra tại Canada trong ngày hôm nay đều xoay quanh vấn đề về địa ốc, xăng, cũng như vấn đề về passport và đó cũng là những chủ đề chính trong bản tin ngày hôm nay. Mở đầu đó là một thông tin khi mà các chuyên gia cho rằng gần một trong bốn chủ nhà sẽ phải bán nhà nếu như lãi suất tăng nhiều hơn. Gần một trong bốn chủ nhà cho biết họ sẽ phải bán nhà nếu như lãi suất của ngân hàng trung ương còn tăng hơn nữa. Và đây là những khảo sát đến từ ngân hàng Manulife của Canada. Cuộc khảo sát cho thấy được thực hiện từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 cũng cho thấy 18% chủ nhà được thăm dò ý kiến đã ở giai đoạn không thể mua được nhà của mình. Hơn 1 trên 5 người Canada cho rằng lãi suất tăng cao sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến tình hình thế chấp, nợ tài chính tổng thể của họ. Và đây cũng là những thông tin đã được khảo sát. Ngân hàng Trung ương Canada vẫn tiếp tục tăng lãi suất khi mà cố gắng kiềm chế lạm phát, hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 31 năm qua là 6,8%. Vào ngày 1 tháng 6, thì Ngân hàng Trung ương cũng đã tăng lãi suất chủ chốt thêm nửa điểm phần trăm lên 1,5%. Và tiếp đến, họ nói rằng có thể sẽ có một đợt tăng lãi suất nữa diễn ra vào ngày 13 tháng 7. Thưa quý vị. Cuộc khảo sát của Manulife cho thấy rằng 2 trên 3 người Canada không xem việc sở hữu nhà là giá cả phải chăng trong cộng đồng địa phương của họ. Ngoài ra, gần một nửa người Canada đang mắc nợ nói rằng nợ đang ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của họ và gần 50% người Canada nói họ sẽ phải vật lộn để có thể xử lý các khoản chi phí bất ngờ hiện nay. Và một thông tin khác về việc mà giá nhà ở Canada có thể giảm 15% vào tháng 12 năm 2023 sau khi Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất. Đây là một hình ảnh rất là trái ngược. Một bên là khó khăn của những người đã mua nhà thưa quý vị và thông tin mà giá nhà hạ thi lại là những tin vui đối với những người nào mà đã sẵn sàng để mà mua. Khi Ngân hàng Trung ương Canada tiếp tục tăng lãi suất thì có thể giá nhà sẽ giảm 15% với mức đỉnh hiện nay, theo một báo cáo cho biết vào cuối năm 2023. Giá trung bình của một ngôi nhà Canada chỉ đạt đỉnh 790.000 vào tháng 2 năm 2022, đánh dấu mức tăng 50% trong 2 năm. Nhưng báo cáo được Desjardins công bố vào hôm ngày hôm nay cho biết rằng tháng 12 năm 2023, giá nhà trung bình trên toàn quốc có thể rơi vào khoảng 675.000. Và kể từ khi mà Ngân hàng Trung ương Canada bắt đầu tăng lãi suất để chống lại lạm phát thì giá nhà đã giảm dần. Desjardins nói rằng giá nhà trung bình ở Canada giảm 2,6% so với tháng trước trong tháng 3 và 3,8% trong tháng 4. Nhưng mà bất chấp giảm giá dự kiến, Desjardins lưu ý rằng 675.000 vẫn cao hơn gần 30% so với mức giá từ tháng 12 năm 2019. Vào thời điểm này thì giá trung bình của một ngôi nhà chỉ khoảng 530.000 đô la. Jimmy Jin, nhà kinh tế trưởng và chiến lược gia của Dejardin cho biết, công ty ông hy vọng sự sụt giảm về giá nhà có thể kiểm soát được trước khi mà ổn định lại với lý do là mức độ nhập cư ngày càng tăng và sự thiếu hụt liên tục của nguồn cung nhà ở Canada. Hiện nay, những nhu cầu cũng đang mạnh mẽ hơn ông cũng nói rằng kỳ vọng của chúng tôi là thị trường nhà ở sẽ hạ nhiệt ở mức vừa phải nhưng chúng tôi không mong đợi bất kỳ một sự sụp đổ nào bằng bất kỳ một biện pháp nào ví dụ như là tăng lãi suất đối với hầu hết các chủ nhà có ý định tiếp tục sống trong những ngôi nhà của họ trong nhiều thập kỷ tới bao gồm cả những người đã nhảy vào thị trường gần đây và đang phải chịu một mức lãi suất tăng cao thì mau chóng có thể ổn định được tình hình nhà ở là một khoản đầu tư dài hạn mà bạn thường thực hiện trong dài hạn. Cuối cùng, bạn đang mua một sản phẩm để nuôi cả gia đình. Vì vậy, về lâu dài, mọi thứ sẽ ổn định và khởi sắc trở lại. Cho nên, đối với tôi, đó không phải là một mối quan tâm lớn như hiện nay về vấn đề lãi suất, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác đối với các nhà đầu tư bất động sản, những người đang mong đợi khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc tăng giá nhà đất. Nếu bạn đang cho thuê bất kỳ một bất động sản nào, Đôi khi, nếu bạn không thu đủ tiền thuê để có thể bù vào chi phí thế chấp hoặc là chi phí tiện ích, thì những quyết định đó vẫn được chứng minh bởi ý tưởng rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Bây giờ là một câu chuyện khác. Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất có thể là vào tháng 7 tới và thống đốc ngân hàng cũng nói rằng lãi suất có thể phải tăng vọt lên 3%. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học của Detroit tin rằng sẽ không phải đi đến mức 3% và nói rằng 2,25% sẽ là đủ để có thể làm chậm lại quá trình lạm phát. Nền kinh tế Canada rất nhạy cảm với tỷ giá. Chúng tôi tin rằng sự điều tiết này sẽ rất quan trọng và sẽ khiến tăng trưởng kinh tế và do đó lạm phát chậm lại và điều đó sẽ loại bỏ sự cần thiết mà Ngân hàng Trung ương Canada tăng lên mức lãi suất đến 3%. Và tiếp tục, Quay lại một vấn đề về xăng dầu, thưa quý vị, khi mà giá xăng đang lập kỷ lục ở Ontario và Quebec, tình hình này tồi tệ tại các trạm xăng tiếp tục xảy ra vào thứ Bảy ngày 11 tháng 6 xung quanh các thành phố lớn ở Ontario và Quebec. Và theo Gas Wizard của Canada, thì giá xăng đạt 215,90 cent trên một lít vào thứ Bảy tại khu vực Greater Toronto cũng như là Ottawa. Trong khi thì giá xăng ở Montreal và cũng như là ở thành phố Quebec có giá là 224,90 cent. Ella Phillips, người lái xe cho Uber và ở Toronto cho thấy cô từng có thể đổ đầy bình xăng với giá là khoảng 60 đô la và bây giờ thì cô phải tiêu tốn đến 100 đô la. Thật là khó khăn cho các tài xế và chúng tôi phải đối mặt với sự gia tăng chi phí này, Tôi đã nói chuyện với nhiều tài xế đã ngừng lái xe, nhiều tài xế khác đang phải giảm thời gian làm việc ở trên đường, bao gồm cả tôi và chắc chắn có những tài xế đang nghĩ về việc phải dừng lại công việc của mình. Đối với những người có khả năng chi trả, xe điện đang ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Max Morris, một nhân viên bán xe điện tại Oakville của Ontario cho biết, Nhu cầu quá cao và thời gian chờ đợi hiện nay là quá lâu. Ngay cả những chiếc xe điện đã qua sử dụng cũng đang có giá cao hơn những mẫu xe mới. Đầu tuần này thì giá xăng cũng đạt ở mức cao mọi thời đại, ví dụ như là ở Saskatoon, Nova Scotia, New Brunswick, Vancouver, Prince Edward Island và Victoria. Dự kiến sẽ có một số cứu trợ vào Chủ nhật ngày 12 tháng 6 với việc mà giá xăng dự kiến sẽ giảm 3 cent ở Montreal. Quebec City, Ottawa, Toronto và các thành phố khác của Ontario. Và Ontario cũng sẽ cắt giảm thuế nhiên liệu từ 14,70 cent một lít xuống còn 9 cent bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và các quốc gia khác ở BC, Alberta, Newfoundland và Labrador cũng đã có những hành động tương tự. Ông Dan Masti nói rằng, muốn thấy chính phủ liên bang có hành động tương tự, và thuế liên bang 5 sen một lít đối với thuế carbon là quá nhiều. Tôi nghĩ rằng tất cả các tỉnh bang này đều nhận ra khó khăn và mọi người đang cảm thấy điều đó. Chính phủ liên bang không chỉ im lặng mà còn đóng góp rất nhiều vào việc làm tăng chi phí. Quay trở lại một vấn đề về ngôn ngữ, về luật ngôn ngữ diễn ra ở Quebec thưa quý vị. Ở khi mà tuần trước thì có rất là nhiều cuộc biểu tình ở thành phố Montreal về vấn đề này và một câu hỏi đặt ra là tòa án sẽ đóng vai trò gì trong luật pháp ngữ của Quebec. Một đạo luật tôn trọng tiếng Pháp, ngôn ngữ chính thức và phổ biến của Quebec có tên là dự luật 96, rõ ràng là sẽ thúc đẩy nhiều cuộc tranh luận diễn ra trong công chúng và trước tòa án. Và đây là một bài viết trên CTV News và chủ tác giả đã nói rằng tôi nhận ra cách để giải thích theo luật định thường không gây được nhiều hứng thú cho giáo dân. Tuy nhiên, những cuộc tranh luận này liên quan đến các cổ phần liên quan đến toàn bộ xã hội ở Quebec, ví dụ như tòa án sẽ phải làm rõ vai trò của họ đối với cơ quan lập pháp, coi họ như một kẻ khó chịu và ít quan tâm đến các quyền cơ bản. Và những cuộc tranh luận này sẽ gây ra những hậu quả cụ thể về con người. Một câu hỏi liên quan đến việc giải thích điều khoản bất chấp trong hiến chương về quyền và tự do của Canada. Cơ chế này là kết quả của một thỏa hiệp chính trị vào đầu những năm 1980, nhưng nó vẫn chịu sự giải thích của các tòa án giống như bất kỳ yếu tố nào khác liên quan đến hiến pháp. Nhà báo Michael August, người đã ủng hộ cách giải thích theo đó, cơ quan lập pháp không thể sử dụng điều khoản, mặc dù cho đến khi mà bị sự thu kiện trước tòa và giáo sư James Leclerc đã gợi ý theo các tác giả, các tòa án có thể thẩm quyền còn lại để tuyên bố vi phạm các quyền cơ bản của luật hoạt động theo điều khoản bất chấp. Vẫn còn phải xem liệu tòa án phúc thẩm của Quebec hay tòa án tối cao của Canada sẽ chấp nhận lời mời được đưa ra đối với họ trong phán quyết liên quan đến dự luật 21 để thiết lập các ranh giới cho việc sử dụng điều khoản bất chấp. Trong phán quyết đó, thì tòa án đã chỉ trích việc sử dụng cơ chế bất cẩn và bừa bãi của cơ quan lập pháp. Các câu hỏi khác sẽ liên quan đến việc giải thích dự luật 96 của Quebec, bất chấp những bảo đảm của chính phủ được đưa ra trong các cuộc họp báo và trong các quảng cáo được đăng bằng công quỹ ở trên báo, thì việc thực thi luật này sẽ phát sinh rất nhiều tranh chấp. Hãy nghĩ đến sự cần thiết phải làm rõ nghĩa vụ áp đặt cho chính quyền dân sự, phải sử dụng tiếng Pháp là một cách mẫu mực và ngoại lệ được dự đoán khi mà lý do sức khỏe yêu cầu tác động các lĩnh vực y tế và nó tác động như thế nào đến dịch vụ xã hội. Hãy cùng nghĩ đến việc mà mở rộng quyền kiểm tra của văn phòng Quebec, những nơi làm giấy tờ của nhà nước và với việc sử dụng điều khoản về luật này thì những quyền hàng đó không còn bị ràng buộc bởi sự bảo vệ của hiến pháp chống lại việc khám xét và thu giữ bất hợp pháp nữa các nguyên tắc chung của luật hành pháp sẽ đóng một vai trò như thế nào, cơ quan lập pháp dường như đã chấp thuận trước cho các thực hành bất hợp lý và không cân đối. Nói rộng hơn thì nên giải thích dự luật 96 một cách rộng rãi và tự do hay hạn chế, với tư cách là một ngoại lệ đối với các quyền cơ bản. Tòa án thường bổ sung vai trò của cơ quan lập pháp các thẩm phán thì làm rõ hoặc là điền vào các công thức lập pháp, nâng cao các mục tiêu đã tuyên bố hoặc suy luận của cơ quan lập pháp. Đôi khi họ sửa chữa những sai sót của các nhà soạn thảo lập pháp hoặc là phải giải quyết những mâu thuẫn. Chức năng này là một phần trong vai trò cơ bản của tòa án trong việc hỗ trợ trật tự hiến pháp bao gồm cả nhà nước pháp quyền nhưng mà điều gì đã xảy ra khi mà cơ quan lập pháp theo đuổi một mục tiêu ở đây là bảo tồn và quảng bá tiếng pháp đối lập với việc bảo vệ quyền và tự do cơ bản của con người phương pháp tiếp cận hợp tác và hào phóng tương tự vẫn được bảo đảm nó đáng để đặt câu hỏi bằng một cách tiếp cận hợp lý thì các tòa án sẽ không bị ràng buộc phải cộng tác với cơ quan lập pháp khi mà cơ quan đó vi phạm các quyền cơ bản và để chắc chắn thì các thẩm phán phải đưa ra hiệu lực của nó đối với bất kỳ luật nào được bảo vệ bởi điều khoản bất chấp. Tuy nhiên, họ có thể không lấp đầy bất kỳ một lỗ hỏng nào trong dự luật như vậy hoặc giải quyết những điểm mơ hồ của nó. Rốt cuộc thì quyết định của cơ quan lập pháp sử dụng điều khoản bất chấp không phải là giải phóng các tòa án khỏi vai trò của họ như một cơ quan kiểm tra và cân bằng độc lập, khách quan trong xã hội, tự do và dân chủ có thể quan trọng như việc thúc đẩy ngôn ngữ Pháp, việc mà ban hành dự luật 96 đòi hỏi sự phản ánh nghiêm túc về vai trò của ba nhánh chính phủ và kiểu xã hội mà chúng ta muốn chung sống. Và đây chính là những cái vấn đề mà đang đang diễn ra tại tỉnh bang Quebec khi mà luật về ngôn ngữ tiếng pháp thưa quý vị đang trở nên áp đặt đối với uh, sinh viên học sinh những người mà đang theo học tại trường anh ngữ cũng như là những người dân và sẽ rất là khó cho những người nhập cư mới đến uh, tiếng pháp và để họ có một cái thời gian để mà um, sử dụng tiếng pháp một cách thành thạo um, rất là khó thưa quý vị bộ trưởng du lịch cho biết vấn đề chậm trễ du lịch có thể sẽ được giải quyết trong vài tuần khi mà Bộ trưởng Du lịch Canada là Randy đã cho biết, chính phủ liên bang đang tập trung giải quyết tình trạng chậm trễ kéo dài mà du khách đang gặp phải tại các sân bay lớn trong vài tuần. Ông nói, ông không hài lòng với báo cáo về việc mà người Canada phải chờ đợi hàng giờ để qua các trạm kiểm soát du lịch thông thường, cụ thể là tại sân bay quốc tế Toronto Pearson. Tôi sẽ rất thẳng thừng, tôi không hài lòng với tình huống này và tôi không muốn người Canada phải xếp hàng chờ đợi, tôi không muốn du khách quốc tế bị mắc kẹt trên đường băng và chúng tôi sẽ gặp một vấn đề, chúng tôi cần phải khắc phục nó và chúng ta đang khắc phục vấn đề này một cách khó khăn. Khi được hỏi khi nào thì du khách có thể di chuyển dễ dàng hơn thì bộ trưởng cho biết họ đang làm việc để có thể giải quyết tình hình này trước khi mùa du lịch hè đến. Tôi thấy điều tương tự này được thực hiện trong vài tuần, không phải là nửa năm hay một năm. Và tôi muốn bảo đảm rằng mùa hè này là mùa hè của mọi người sẽ nhớ về việc trải nghiệm mà họ đã từng khi mà rời khỏi sân bay. Chắc chắn không phải là một trải nghiệm tiêu cực khi họ ở sân bay. Chính phủ liên bang đã tìm cách trấn an rằng cơ quan dịch vụ biên giới Canada và cơ quan an ninh vận tải hàng không Canada đang tăng cường tuyển dụng để có thể trở lại mức nhân sự như trước đại dịch các hãng hàng không cá nhân cũng cho biết họ đang làm việc để có thể giải quyết các trở ngại về nhân sự và lên lịch trình. Tuy nhiên, ví dụ như là Air Canada nói với báo chí rằng họ dự định sẽ hoạt động với công suất ít hơn 20% vào mùa hè này so với lịch trình mùa hè của trước đại dịch vì thiếu nhân sự. Trong một tuyên bố được đưa ra tại Ottawa, thì Ottawa cho biết đại đa số các sân bay trên toàn quốc không gặp phải tình trạng chậm trễ như là ở Toronto, nhưng ngay cả sau đó thì những cải tiến gần đây đã được thực hiện. Chỉ có 3% tổng số hành khách tại sân bay quốc tế Pearson và Vancouver hiện đang phải xếp hàng chờ hơn 30 phút. Hôm thứ Sáu, thì Bộ Giao thông Vận tải Canada thông báo họ đã tạm thời ngừng xét nghiệm ngẫu nhiên bắt buộc tại tất cả các sân bay trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 đối với tất cả những người đã được tiêm chủng đầy đủ và những du khách chưa được tiêm phòng đầy đủ thì vẫn sẽ được xét nghiệm tại chỗ. Chính phủ Canada nhận thấy tác động của thời gian chờ đợi đáng kể tại một số sân bay của Canada đối với du khách và chúng tôi tiếp tục làm việc với các sân bay, hãng hàng không, nhân viên xử lý hành lý và các đối tác khác để có thể thực hiện các giải pháp nhằm giảm sự chậm trễ khi mà chúng ta đến gần mùa cao điểm mùa hè. Kể từ tháng 7 thì tất cả các xét nghiệm bao gồm cả đối với những khách du lịch chưa được tiêm chủng, sẽ được thực hiện bên ngoài cơ sở. Và chính phủ liên bang cũng đã miễn cho các du khách quốc tế có chuyến bay nối chuyến khỏi các xét nghiệm ngẫu nhiên và các biện pháp khác chẳng hạn như là quy định về vaccine hay là bắt buộc sử dụng ứng dụng Arrive Canada thì vẫn được duy trì thưa quý vị. Chính phủ cho biết, chúng tôi nhận thấy rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là đối với lượng khách quốc tế ở các sân bay lớn nhất của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với mọi mệnh lệnh của chính phủ và các đối tác để có thể giảm bớt sự chậm trễ trong hệ thống du lịch. Cơ quan thống kê Canada công bố báo cáo việc làm tháng 5 khi mà cơ quan này sẽ công bố thông tin mới nhất về thị trường việc làm, bao gồm khảo sát lực lượng lao động vào tháng 5 và báo cáo được đưa ra trong bối cảnh mà các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân lực cho nhiều công việc khác nhau. Các nhà kinh tế tại ngân hàng ở Montreal cho biết, mức tăng việc làm của Canada dự kiến sẽ trở lại tốc độ bình thường hơn trong tháng thứ hai liên tiếp sau sự biến động do đại dịch gây ra hồi đầu năm và họ đang kỳ vọng những con số sáng nay sẽ cho thấy có thêm 10.000 việc làm trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ ở mức ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 đã giảm xuống còn 5,2% cho nền kinh tế có thêm 15.300 việc làm. Hy vọng sẽ có nhiều việc làm hơn nữa và nhiều nhân sự hơn nữa để cuộc sống của chúng ta có thể quay lại như trước đại dịch thưa quý vị. Duy Lê xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.